đường nó đẹp hẳn, để đường bên kia cho đi cách về
tiền rẻ hơn đi ô tô, rẻ hơn là mình mua một ô tô. Rẻ hơn mình nuôi một ô tô. Nuôi một ô tô vất vả. Ngoài có chuyện mua ra, nuôi nữa. Như là trường trường hợp mua hay đi nhiều, cần sự an toàn thứ hai. Ngồi bên cạnh. Nhiều khi mình lái thì yên tâm, mình cũng quyền chủ động. Với lại lái nó có cái thứ làm cho đầu óc mình mắc, với cái thứ mọi thứ mình quan sát mình thấy. Với qua tỉnh thì tỉnh Hà Nam đường nó khác luôn.